mạc ranh giới của sản phụ F0 và y bác sĩ. Mở mắt ra nè, mở mắt ra nhìn tôi, đừng có nhìn ai khác nhé, bây giờ chị chỉ có một nhiệm vụ duy nhất thôi. Hít sâu vô đó một trong số hàng chục câu nói ám ảnh xuất hiện trong phóng sự ranh giới của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư. Ranh giới không chỉ mô phỏng lại ranh giới của mạng sống con người mà còn là ranh giới của các y bác sĩ, đem đến nhiều cảm xúc bởi quá chân thực và khủng khiếp. Bao nhiêu người xem ranh giới có lẽ cũng đã thấy các y bác sĩ gần như thức thâu đêm suốt sáng túc trực bên cạnh giường bệnh nhân nặng. Có những khoảnh khắc dựa tường, ngồi bệt chợp mắt ngắn ngủi rồi lại tất tưởi trợ giúp bệnh nhân thở oxy, đút từng muỗng cháo, ly nước cho bệnh nhân, gọi điện thoại xin cứu trợ, chi viện nhân lực lẫn vật lực. Có hình ảnh bác sĩ phải lên giường bệnh để ép tim lấy mạch đập cho sản phụ. Khoảnh khắc ấy, tất cả chúng ta đều đứng hình và chỉ biết cầu mong một phép màu. Ranh giới giữa sự sống và cái chết vốn dĩ mong manh nên khó tránh khỏi được hình ảnh bất lực buồn bã trước sự ra đi của bệnh nhân. Nhìn lại phóng sự dài 50 phút, chúng ta có thể cảm nhận những hình ảnh chân thực nhất về cuộc chiến giành lại sự sống của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và bệnh nhân F0. Có lẽ ai xem cũng thấy thương cho những bệnh nhân F0, thấy thương cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch đã làm việc không ngừng nghỉ, thương cho cả những quyết định buộc phải lựa chọn và thương cho cả những áp lực phải chịu đựng. Bao nhiêu người xem, ranh giới có lẽ cũng đã thấy các y bác sĩ gần như thức thâu đêm suốt sáng, túc trực bên cạnh giường bệnh nhân nặng. Có những khoảnh khắc dựa tường, ngồi bệt chợp mắt ngắn ngủi rồi lại tất tưởi trợ giúp bệnh nhân thở oxy, đút từng muỗng cháo, ly nước cho bệnh nhân, gọi điện thoại xin cứu trợ, chi viện nhân lực lẫn vật lực. Có hình ảnh bác sĩ phải lên giường bệnh để ép tim lấy mạch đập cho sản phụ. Khoảnh khắc ấy, tất cả chúng ta đều đứng hình và chỉ biết cầu mong một phép màu. Ranh giới giữa sự sống và cái chết vốn dĩ mong manh nên khó tránh khỏi được hình ảnh bất lực buồn bã trước sự ra đi của bệnh nhân. Nhìn lại phóng sự dài 50 phút, chúng ta có thể cảm nhận những hình ảnh chân thực nhất về cuộc chiến giành lại sự sống của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và bệnh nhân F0. Có lẽ, ai xem cũng thấy thương cho những bệnh nhân F0, thấy thương cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch đã làm việc không ngừng nghỉ, thương cho cả những quyết định buộc phải lựa chọn và thương cho cả những áp lực phải chịu đựng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, một tháng rồi dòng dã 4 tháng trời bám trụ tại khu cấp cứu điều trị. Với y bác sĩ tham gia lực lượng tuyến đầu thường thì không thể tránh khỏi áp lực và sự rệu rã trước hàng nghìn ca bệnh nặng. Nhưng đứng trước những con người và những số phận sống và chết hầu như tất cả đều không thể nào đứng nhìn, bỏ cuộc. Chúng ta không thể diễn tả hết sự cống hiến, chiến đấu, hy sinh của họ. Hơn bao giờ hết họ cũng cần được tôn vinh, đồng cảm thấu hiểu và chia sẻ nỗi vất vả. Và nếu như có y bác sĩ, nhân viên y tế nào không chịu đựng nổi áp lực kinh khủng đó thì việc họ từ bỏ công việc vị trí của mình là hoàn toàn có thể hiểu được. Thế nên, sẽ rất phũ phàng và chạnh lòng nếu như có công văn đề nghị xem xét kỷ luật hành chính hay tước bỏ bằng cấp của các y bác sĩ tự ý bỏ việc. Ông bà ta có câu có thực mới vực được đạo và hầu như ai cũng biết vật chất quyết định ý thức, đằng sau họ cũng có gia đình cần chăm sóc. Chính vì vậy, để các y bác sĩ, nhân viên y tế toàn tâm toàn ý cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 thì chúng ta không thể xem nhẹ chính sách đãi ngộ quan tâm đặc biệt dành cho họ. Thật vui vì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hiểu và kịp thời chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì cùng các bộ ngành liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất tinh thần và đề xuất chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm vất vả phục vụ nhân dân. Điều này không chỉ cho thấy sự thấu hiểu, chia sẻ mà còn là một giải pháp ngăn chặn tình trạng các y bác sĩ tự ý bỏ việc, nhất là ở thời điểm đất nước và người dân đang rất cần họ. Bỏ lại đằng sau những mất mát, hy sinh, đau thương, hình ảnh những sinh linh bé nhỏ ra đời giữa nơi tâm dịch, những sản phụ tươi tỉnh dần hồi phục chính là dấu hiệu của niềm tin, hy vọng về một tương lai, giống như nhà văn Nguyễn Khải từng nói, sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng. Hãy luôn tích cực và lạc quan để đón nhận tất cả những cơ hội, thử thách và quả ngọt trong cuộc sống. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang bủa vây TP, Hồ Chí Minh, những ai vẫn còn được sinh hoạt trong gia đình mà không phải bệnh viện, được hít thở bằng lá phổi khỏe mạnh chứ không phải dùng máy thở thì hãy trân trọng vì bản thân đang rất may mắn. Vẫn biết người dân và doanh nghiệp đang rất khó khăn, nhưng còn mạng sống thì chúng ta còn xây dựng lại được. Hãy thực hiện đúng những quy định chống dịch, bởi khi đã thở bằng máy hay không đủ sức để đọc số điện thoại gọi người thân thì có hối hận cũng đã muộn màng. Đừng bao giờ đặt mình vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, đó là điều mỗi người cần khắc cốt ghi tâm. Đặng Trực, bản tin số 1. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây cho biết ông sẽ tham gia tranh cử chức vụ phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022. Sự việc này khiến người ta liên tưởng đến chuyện từng xảy ra ở Nga. Khi đó, ông Vladimir Putin mãn nhiệm tổng thống thì làm thủ tướng, còn ông Dmitry Medvedev sau nhiệm kỳ thủ tướng thì thành tổng thống, để rồi sau 4 năm lại hoán đổi như cũ. Ở Nga, ông Putin sau 2 nhiệm kỳ cầm quyền liên tục không được hiến pháp lúc đó cho phép ứng cử tổng thống lần thứ 3. Ở Philippines, hiến pháp hiện hành cũng chỉ cho phép tổng thống lãnh đạo một nhiệm kỳ.
Ông Duterte bây giờ không muốn xa rời quyền lực cũng tính lùi về sau rèm nhưng nhất chính, để sau một nhiệm kỳ lại ra ứng cử tổng thống lần nữa. Điểm chung của hai nhà lãnh đạo này là đều muốn tiếp tục di sản chính trị của mình với cách thức lùi về tuyến sau nhưng vẫn phủ bóng chính trường. Ông Duterte có nguyên do còn xác đáng hơn khi vận dụng chiêu thức này do đặc thù ở Philippines hiện nay. Thứ nhất, phe ủng hộ ông Duterte không có ưu thế áp đảo các phe cánh chính trị khác như ông Putin ở Nga, vì thế nếu muốn cải thiện cơ may thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống tới thì phe của ông Duterte phải dựa cậy nhiều vào sự can dự trực tiếp của ông. Thứ hai, ở Philippines đã hình thành một thông lệ không chính thức là chính quyền tổng thống mới thường phê phán người tiền nhiệm thậm chí dùng tới pháp luật. Mưu sự này của ông Duterte làm cho cuộc bầu cử tổng thống thêm gay cấn, nhưng thành sự được hay không thì hiện không ai dám chắc. Bình luận về sự kiện này, một thanh niên Việt Nam cho biết vua chúa chơi lan, bá quan chơi trà, còn đàn bà thì chơi với đàn ông. Những điều hiển nhiên đó không ai có thể chối cãi, cũng như những lời tuyên bố của vị tổng thống cứng rắn thích nắng sớm mưa chiều ở trên cũng vậy. Kịch hay còn ở phía trước, chi bằng cứ hóng thôi. Bản tin số 2, với việc hiến pháp đã được sửa đổi trong Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 13 năm 2018, giới hạn nhiệm kỳ đối với vị trí chủ tịch nước đã được xóa bỏ, mở đường cho Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tiếp tục nắm quyền sau khi nhiệm kỳ thứ 2 của ông kết thúc vào năm 2023. Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 10/2022. Theo rất nhiều nhà quan sát, hầu như chắc chắn sẽ không có chuyện ông Tập Cận Bình sẽ buông rèm chấp chính. Bởi những gì ông đã làm được cho nền kinh tế, khoa học và quân sự của Trung Quốc là không thể chối bỏ. Và cũng bởi trong gần 10 năm cầm quyền của mình, ông đã tạo ra được quyền lực gần như tuyệt đối. Cũng theo nhận định của thanh niên vừa nhận định về trường hợp của Tổng thống Philippines ở trên, anh ta cho rằng, khổ. Các ông các bà bài tàu cực đoan giống như mấy con ếch ngồi dưới giếng nhìn dân tàu nó bay lên cung trăng vậy. Bản tin số 3, ngày 79, theo giờ Kabul, Taliban đã công bố danh sách nội các chính phủ lâm thời. Khác với tuyên bố trước đó của họ, danh sách chỉ gồm các thành viên Taliban và không có bất cứ phụ nữ nào. Phát ngôn viên Taliban cho rằng phụ nữ không có khả năng thực hiện công việc của chính phủ, khi giải thích về chính quyền mới toàn nam giới, một phụ nữ không thể làm bộ trưởng, bởi nó như thể bạn đặt lên vai cô ta một trọng trách không thể gánh vác. Phát ngôn viên Taliban Sayyedullah Hashimi trả lời phỏng vấn Tolo New Home 99, đề cập về lý do phụ nữ không được tham gia chính phủ lâm thời. Không nhất thiết phải có một phụ nữ trong nội các, họ nên ở nhà sinh con và những phụ nữ xuống đường biểu tình phản đối chính phủ mới không đại diện cho toàn bộ phụ nữ Afghanistan, Hashimi nói thêm, khẳng định Taliban không coi phụ nữ là một nửa của xã hội. Như vậy là đã không có được một chính quyền mới đảm bảo quyền lợi phụ nữ giống như những gì Taliban từng tuyên bố khi tiếp quản thủ đô Kabul hôm 15/8/2021. Phụ nữ Afghanistan giờ đây vẫn phải buông rèm nhưng không được nhất chính. Máu vẫn đổ, đói khát và khủng bố vẫn như một thứ bệnh dịch đang diễn ra trên quốc gia này. Vẫn là nhận định của thanh niên trong bản tin số 1 và số 2. Tin giờ chót, bão số 5 bão Con Sơn hướng về phía đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Từ nay 12/9 đến ngày 13/9, ở Đà Nẵng và Quảng Nam có khả năng xảy ra mưa cực lớn trên 350mm. Theo các nhà khí tượng học mạng, năm nay, vật đổi sao rời cùng với tác động của biến đổi tượng của các ông thần tức là thần tượng, nên hiện tượng tiền từ trăm ngàn người đổ vô cho một người sẽ khó xảy ra, cuộc sống như những đóa hoa lấy tiền tài trợ ta xoa mặt trời. Có lẽ ông trời dỗi với câu thơ này của các thần tượng nên năm nay quyết soi sáng cho đám con nhang đệ tử của thần. Xem ra vẫn chỉ có ông trời là dù có buông rèm vẫn luôn luôn chấp chính. Long chính ủy ký tên cái cột. Kết thúc bản tin này. Chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau.